khi ra đường thì sẽ làm cho dưỡng chất đó, nó thấm sâu vào mặt của chúng ta hơn. Đây là sản phẩm thứ hai mang tên là White Angel. Cái này làm cho da của chúng ta sáng lên một tông và nó có thể thay làm kem lót trước khi trang điểm luôn. Mùi như mùi phấn rôm trên xinh baby vậy á. Cái này, tất cả những sản phẩm này đều là của Hàn Quốc đó các bạn, nên khá an tâm. Hàn Quốc thì thường người ta chuyên về dưỡng da và những cái sản phẩm của nó đều có chiết xuất từ tự nhiên là nhiều. À, bên phải là Thảo đã đánh rồi, còn bên trái chưa đánh thì nó tối hơn một chút. Thảo cảm thấy là xài cái này thì nó giống như là dưỡng trắng da, một phần giúp cho dưỡng trắng da và nó làm cho thí dụ như mà miễn makeup thì cái lớp nền của mình sẽ được sáng hơn một tông.